Vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, 500 phần quà là thiết bị đồ chơi vận động vừa được trao tặng đến trẻ em là con em các chiến sĩ bộ đội biên phòng. Chương trình do Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức vào ngày 19 tháng 5 tại trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh. Tham dự có ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em, Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đại diện Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Thiết bị Giáo dục và các nhà tài trợ. Trẻ em tại các vùng núi, vùng biên giới, hải đảo xa xôi sẽ có thêm các thiết bị vui chơi. Qua đó hình thành sân chơi lành mạnh, hữu ích để các em rèn luyện thể chất, phát triển trí tuệ và tinh thần tập thể. Sự kiện phần nào thể hiện nỗ lực trong công tác vận động nguồn lực xã hội, hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo quyết định 588 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2019-2025. Con em phát triển an toàn, tạo hậu phương vững chắc, qua đó giúp các chiến sĩ mang quân hàm xanh, vững lòng, an tâm hơn để bảo vệ chủ quyền và biên giới Tổ quốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Đặng Hoa Nam đánh giá cao chặng đường hợp tác giữa hai cơ quan thông qua các chương trình đã triển khai, đặc biệt trong công tác phòng, chống, mua bán người. Cục Trẻ Em bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới, Bộ Tư lệnh Biên phòng sẽ trở thành thành viên tham gia tích cực trong mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc gia, tiếp tục mở rộng diện hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Thiếu tướng Lê Văn Phúc bày tỏ sự cảm ơn và cam kết sẽ tích cực đẩy mạnh các chương trình phối hợp để bảo vệ trẻ em Việt Nam.